Mình vừa ươm xong là cái hạt giống là T92 của thế giới giống hoa nha các bạn ha. Thì đây thì mọi người có thể là xem được nè. Đó. Mình ươm nó nghiêng khoảng đâu là 45 độ nha các bạn ha. Cũng có một số cây là mình nghiêng thẳng luôn cũng có nữa. Chào mọi người đã đến với kênh của mình ha. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người về cách ươm hạt giống bông vạn thọ làm sao mà cho nó lên đều nha các bạn ha. Thì ở đây thì mình đang có giống là T92 của thế giới giống hoa nè và T93 nha các bạn ha. Đối với T92 thì nó sẽ là vàng chanh. Còn đối với mà T93 thì nó sẽ là màu cam đỏ nha các bạn ha. Và cái này là bông to cổ lùn luôn. Thì những anh chị nào mà mới tập trồng thì nên chọn những cái dòng hoa mà bông to cổ lùn ha, để anh chị dễ trồng ha. Và bây giờ thì mình sẽ quay camera lại để mình quay chi tiết cho mọi người xem để cách mình ươm làm sao ha bạn ha. Trước khi mà mình vào cái vấn đề là mình ươm hạt giống thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái vấn đề là giá thể ha. Thì cái giá thể này nó rất là quan trọng nha các bạn. Thì các bạn mà trước khi ươm thì các bạn là nên tưới cho nó là một cử ALS ha. Và lưu ý là chúng ta không để ở ngoài mưa nha các bạn ha. Vì cái nước mưa của mình á, nó rất là độc hại. Khi mà mình ghim cái hạt giống bông vạn thọ của mình vô nè, mà nó đụng cái nước mưa các bạn, là cái hạt giống bông vạn thọ của mình là nó sẽ bị hư và nó sẽ không lên ha. Và thông thường cái giống mà bông vạn thọ của mình ươm các bạn thì tầm đâu khoảng đâu là 5 ngày là nó đã lên được hai cái lá đài nha mọi người ha. Thì những cái khu vực lạnh thì có thể là nó mới nứt mép thôi. Thì đó là cái vấn đề về giá thể cũng như là cái độ nảy mầm của cái bông vạn thọ mình muốn chia sẻ cho mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ xé cái hạt giống bông vạn thọ ra để mình chia sẻ cho các bạn về cái cách mà ươm nha. Bây giờ thì mình sẽ xé cái bịch hạt giống ra nha các bạn ha. Thì ở đây là mình đang ươm cái giống T92 trước nha. Thì một gói như vậy thì nó sẽ từ là 300 cho đến 320 hạt nha các bạn ha. Tỷ lệ nảy mầm lên đến là 85%. Ở đây là của thế giới hoa nha mọi người ha. Mình sẽ đổ ra dĩa nha. Mình sẽ chia sẻ cho mọi người về cái vấn đề là cách ươm giống sao đây ha. Thì mọi người sẽ thấy ở đây là cái hạt giống nè. Thì cái hạt giống của mình các bạn thì nó sẽ có một cái đầu trắng và một cái đầu nhọn nha các bạn ha. Đây nè mọi người sẽ thấy ha. Đây mọi người sẽ thấy ha, một đầu trắng với một đầu nhọn nha. Thì chúng ta sẽ ghim cái đầu nhọn xuống đất nha các bạn ha, nghiêng ở cái vị trí là 45 độ nha. Đây nè mọi người sẽ xem được ha. Mình sẽ ghim nó là 45 độ ha. Ở đây mình sẽ quay lại cái camera. Đây mọi người xem nè. Nó cỡ này nha các bạn ha. Nó thì cứ thế mà chúng ta ghim thôi. Đó. Nó dễ nha mọi người ha, cũng không có khó nha. Nếu như là các bạn nào kỹ thì các bạn có thể ủ, nhưng mình ở đây mình sẽ không có ủ nha các bạn ha, tại vì mình ươm sớm. Hôm nay mới có 14 à. Tại vì mình làm sớm nặng do là mình đi hai cơi á, rồi mình sẵn là mình quay hướng dẫn cho mọi người. Xong là cái hạt giống là T92 của thế giới giống hoa nha các bạn ha. Thì ở đây thì mọi người có thể là xem được nè. Đó. Mình ươm nó nghiêng khoảng đâu là 45 độ nha các bạn ha. Cũng có một số cây là mình ghiêng thẳng luôn cũng có nữa nha. Đó. Ở đây là cái dĩ của mình là 104 lỗ nha các bạn. Đó, hiện tại là đã ươm xong một dĩ trước rồi. Còn cái T93 này nè. Thì thông thường thì T93 thì nó màu cam thì nó sẽ phát triển nhanh hơn. Thì mình sẽ ươm sau đó khoảng đâu là vài bữa nữa nha. Khoảng đâu là 19 tháng 10 thì mình mới gieo nha các bạn ha. Thì mình cũng mới vừa chia sẻ cho các bạn về cách ươm vạn thọ T92 ở trên khay tại nhà ha. Và những điều lưu ý là mình cũng đã nói là mình nên là xử lý cái giá thể cho nó chuẩn và không có bị là cái nước mưa vô cái giá thể của mình ha. Nếu như là nó bị cái nước mưa mà vô cái giá thể của mình á, thì cái giá thể của mình á là nó sẽ bị hư nha các bạn ha. Cái hạt giống mình ghim xuống là nó sẽ không có lên nha. Thì đây là một số điều lưu ý lúc khi mình ươm tại nhà. Rồi mình chúc các bạn được thành công nha.